Thì mình vừa nhận cái con xe Sigurd này nha anh em, này là Sigurd 110. Và mình dọn lại full mới hết nha anh em. Thì xe này làm 65 dên cộng nha anh em, dên cộng một đống luôn. Thì bây giờ mình giao việc mình sẽ gã ra hết, mình sẽ quay cho anh em xem nha. Rồi bây giờ mình giao việc mình làm nha anh em, mình sẽ gã ra hết rồi xong rồi mình sẽ quay lại clip gắp từng món cho anh em xem nha. Ok vào việc nha. Video này kết thúc tại đây nha. Tại vì video dài quá thì đăng lên TikTok thì anh em xem không có hết được nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ chia ra làm từng tập nha anh em. Đó thì tập 1 thì tới đây thôi. Bye anh em nha.